Con tôi nó mặn đây, giờ tôi thử coi coi cái nó ra đầu bếp được không. Cái miếng chuối đây, chuối là bên đây nè mẹ. À. Đó đó họ bắt chuối đó. Đợi đi. Cái phần trên dạ không sao đâu. Ngon không? Miếng thịt đi, miếng thịt. Cái nó cặp mẹ miếng chân đi. Đây nè, miếng thịt đây nè. Được rồi. Thấm không? Thấm mà sao không vô cắm. Được rồi. Vừa luôn đó. Chấm với nước mắm nó hơi mặn là vừa luôn. Rồi clip đến đây Giang cũng xin kết thúc nha gia đình. Thì Giang chúc cho mọi gia đình và bà con cô bác làm được món gà hấp ớt chuối ngon như của bạn thấy hôm nay đã review. Thì mọi người nếu mà xem clip thấy hay hãy cho Giang một like, một share và một đăng ký kênh để ủng hộ cho Giang, và nhớ xem quảng cáo giúp Giang để có động lực để Giang có thêm một cái nguồn kinh phí để làm những clip nhiều về ẩm thực hơn. Rồi cuối cùng là Giang chúc cho mọi người vui vẻ và xem clip hay nha. Bye mọi người. Rồi xin chào mọi người đến kênh YouTuber của Giang Trần Cà Mau nha. Hôm nay thì cũng trời mưa gió nha gia đình. Đang thời tiết đang bão bùng mà bên nhà cặp bên có đang bắt nhạc thì mình quay cũng hạn chế, thì mình có sẽ lồng những tiếng nhạc khác vô trong đây sẽ không bị bản quyền nha gia đình. Thì hôm nay mình sẽ làm một món ẩm thực tiếp, mưa gió ẩm thực tiếp nha gia đình. Thì hôm nay các bạn thấy từ ở đâu bạn giới thiệu? Mình ở Cà Mau, Bến Tre, Sóc Sài Gòn, còn Bến Tre mấy bạn. Rồi bạn ấy đang làm món mần gà nha gia đình. Ở bữa nay gà này làm gì bạn? Gà này đi. Thì mình nấu theo cái phong cách quê nhà, mình hấp bắp chuối. Nhà lấy thì quy cách nó quy định nó sao thì một hồi. Ủa gà đây gà vườn hay gà mua chợ bạn? Gà mình mua chợ, chắc này mua gió quá, mua chó lẹ với gà vườn đâu có. Thì đây là đó, mình cũng có quen cái clip là làm cũng món gà, mà bữa đó gà nấu cháo bạn ơi. Cũng có mấy anh ở địa phương lại mời. Không biết vì sao mà gà bị mời nữa. Tại mày cắt cổ máu me quá mày. Thì trong cái cảnh mình quay thì nó cũng có dính dáng là máu me, điều nhạy cảm trong YouTube nó cũng cấm kỵ gia đình. Thì hôm nay cũng có bạn có Thái đến nhà chơi đem con gà lại rủ làm hấp ớt chuối làm xương xương. Xương xương hay là lít hay lít? Bèo bèo gì cũng quá cả chục chứ lít hay lít. À, dạ. Quá rồi, quá gia đình ơi. Cảm ơn. Gà này gà nói gà vô bán. Gà này gọi là gà Ninh Thuận. Gà Ninh Thuận. Cũng cũng siêu sao lắm bạn. Rồi lúc cái cổ gà này thì mình không có quay cho bạn xem được nữa, mình hỏi mình bị lận rồi. Mình muốn sợ bạn ơi, sợ đi mời nữa. Nè quay làm gà thì làm bao nhiêu nha bạn. Tí nữa mình sẽ chế xong con gà mình sẽ quay đoạn nữa cho bạn xem, gia đình xem nha. Rồi tí nữa làm bắp chuối, hấp bắp chuối và bạn Thái sẽ chế biến món này nó ra sao thì gia đình hãy đón theo xem clip của Giang quay nha. Bye gia đình. Rồi giới thiệu. Chào tất cả anh em. Thì trong cái quá trình nãy giờ là mình nhổ lông gà, thì mình vặt lông con gà rồi, thì bây giờ chà còn hơi sót lắm ha. Là mình gà mình không có mổ bụng lên mà mình sẽ mổ theo dọc cái xương sống anh em. Mình banh con gà ra nó cực kỳ dễ. Để hôm nay là khi mình hấp con gà mình để như vậy nè, là cái nước nó nằm ở trong lòng gà để nó ra cái nước ngọt. Rồi bây giờ cái hỗn hợp mà để làm cái món mà gà hấp bắp chuối này nó gồm có là thứ nhất là bột ngọt với một tí đường dành cho nó cái vị ngọt thôi ha. Tiếp theo là mình sẽ đổ cái nước mắm. Nước mắm ở đây mình xài là nước mắm Hương Việt, là nước mắm này ngon à. À, nói chung là xài nước mắm ngon, anh em cứ chế nước mắm khoảng tầm này, tức là khoảng 1,5 giá đến 2 giá canh đó. Rồi anh em lấy đũa đánh ra.
đánh cho cái hỗn hợp này nó tan đều. Luôn là anh em đánh cho nó tan cái đều cái hỗn hợp này ra. Thầy giống đánh hột vịt không? Đánh mắm không ơi, đang nước mắm nữa. Cái này nước mắm này nước mắm với bột ngọt với một tí đường, nó dằn cái độ ngọt đấy nè. Nước mắm này thầy nước mắm mới ngon cho thơm. Như tức tươi, có bà cốt quá lên với khen, trời tem con đi làm thấy vui quá à. Rồi bây giờ để tiếp theo á là mình sẽ lấy cái con gà này lên. Lấy mấy cái gọi là tim gan kèo phổi gì đó lên nước. Mình đổ nước bỏi, đổ nước bỏi đi anh đây. Tem vẫn đông nghe gia đình, đó, tem đông lắm ạ. Đó, tem đông lắm nha, thấy vậy đó. Thì hôm nay tôi làm anh em cảm thấy mà cái nói chung là cảm thấy mà cái cách thức ướp gia vị mà nó được ok thì anh em tiến hành giúp đỡ làm như vậy. Xin chào anh em nha. Rồi đầu tiên là mình đánh cái hỗn hợp này tan đều lên. Mình sẽ cho một miếng vào trong cái lòng của cái gia vị. Rồi còn đây thì anh em cứ cầm anh em chà giáp mình con gà cho nó thấm. Rồi lấy cái nồi hấp luôn anh Tiên ơi. Cái đó là mình cầm mình tha đó phải không? Ừ, mình tha cho con gà. Giờ mình chế đều nha. Mình chế đi. Mình tắm đó phải không? Mình tắm đó. Mình tắm bằng cái hỗn hợp gia vị của mình. Thì nói chung là con gà này là con gà mà dạng là gà giò, thành ra nó lông cái da nó rất là mềm. Nhìn mà ác lòng ra mắc cười. Xôi nghiết là vậy. Để chút dịch cho nghe. Rất phải lời nè. Nó đánh bơm xong rồi nó ra xôi nghiết rồi, hiểu rồi đó. Hiểu không? Yeah. Rồi anh đưa cái nồi đi anh em ơi. Rồi tiếp theo cái bắp chuối nè. Là cái bắp chuối vườn mình mới bẻ trên cây về anh em. Thì nãy bạn mình nó không có biết, nó lấy luôn cái phần đen nó không có ngon. Bây giờ đối với cái phần đen này là mình xé bằng tay ra. Nói chung anh em đừng có nói là nó đừng sợ nó già. Khi mà bắp chuối nè mà anh em mà nó hấp chín rồi á là nó cực kỳ ngon. Như mấy cái gọi là cái này là con chuối nè. Anh em cứ lấy thoải mái đi, ăn nó không có chát đâu. Cái đó hoa chuối đúng không bạn? Hoa chuối. Hoa chuối là nguyên cái quả chuối này nè. Nguyên bắp này. Nè phần đen này anh em cứ lấy thoải mái, nó không có gì hết. Hoa sao nhìn thấy giống trái người ta. Bớt ý kiến cái cò đi để không biết tao mới hỏi ông nội luôn. Người ta thực hiện clip với trọn vẹn. Bây giờ là mình cứ bắp chuối là mình sắc là dao vô là không có ngon nha anh em. Mình chỉ việc xé thôi. Rồi bây giờ mình xé hết mấy cái bẹ như thế này. Nói chung bẹ tầm này là mình ăn vẫn được, còn cái bẹ đen quá ở ngoài đó mình bỏ. Nhưng bắp chuối này bắp chuối nhà nha, nói chung là cái vấn đề đó là quá ư là bình thường. Giờ mình cứ xé ra gì mình lót cái bắp chuối này nằm ở dưới. Khi để lót bắp chuối ở dưới là các bạn biết sao không? Là khi lót ở dưới mà mình hấp cái con gà là cái bắp chuối này nó sẽ rút nước của nước thịt gà vô, nó rất là ngọt mà nó không gây cho con gà nó bị khét da hay là ví dụ như là nó bị khê á, hay từ miền Bắc của mình là bị khê. Mình cứ xé ra. Còn miền Nam gọi khét quá không bạn? Ừ, miền Nam mình gọi là khét. Không biết cái gia đình sao nhưng mà a xỉn bây giờ a xỉn nhìn thấy xem chú là a xỉn thấy hấp dẫn rồi, nhưng mà a xỉn thích ăn thịt gà hơn. Nói chung mà a xỉn mà thích ăn thịt gà hơn, bạn hồi nào xin bắp chuối quýnh à. Ê, clip này gia đình cũng thông cảm nha, tại vì cũng hơi nực nội ở trần tí thì có gì xem thì bỏ qua cho Giang nha. Thì anh em cũng có một người bạn bạn Thái Thanh Đốt á. Thì hôm nay bạn Thái sẽ chỗ tài là món gà hấp bắp chuối. Đây tem mình đông đó nha. Rồi. Trong đó có mami mình nữa nè. Rồi tiếp tục là đây mình không có vợ thông cảm nghe đình. Khi con gà này nó đã lăn điều nước này rồi nè anh em. Đó lăn nãy giờ lên thấm rồi. Mình sẽ đưa con gà vô. Là con gà anh em nhớ là khi mần như thế này là không được mổ cái đường bụng này, mà anh em phải mổ từ trên lưng mới xuống. Bỏ lưng bỏ xuống. Bây giờ nè mình sẽ bỏ gà vô. Bỏ gà vô ẩm thực, chân thì mình khứa cái gân đó rồi mình bẻ qua bên cho sách con gà cho đẹp. Mình bật cái bụng này ra nè. Mình bỏ đầu tiên là một cái miếng mề này ha. Cái này là lá gam under khách à. Cái này là tim. Cái này là gà mắt gỗ mới chết đúng rồi.
đó, cái ruột gà là mình ăn không được chứ mình ăn được ruột vịt thôi, còn cái nước này là mình sẽ đổ vào trong cái con gà. À rồi như vậy lấy cho em hai cái củ tỏi, củ tỏi nguyên luôn anh em, chục củ được không, một củ cũng được nữa, chục củ được không, chục củ quá khỏe. Ê nguyên luôn đừng tắt vậy, nguyên là có bao nhiêu củ đây, đủ mấy củ đây, tôi phải làm tôi một đốc tao giục bỏ nhanh lên, nhanh đi củ thôi. Nó lột vỏ ra ra, củ đó thôi, được rồi. Thì tỏi thì anh em, đầu tiên là anh em phải tước cái vỏ ngoài này ra nè, coi cái tép nào nó mềm. Cái tép nào nó mềm á, tước vỏ, ta có như thừa. Này mình hấp bao lâu mình mới ăn được bạn thấy? Này mình hấp lửa riêu riêu là khoảng 20 phút. 20 phút là mình không đổ nước gì hết. Là từ con chuối ra nước không? Từ con gà nó ra nước. Một tí xíu nữa là khi mà mình xé con gà này, mình xé con gà này ra, mình làm nước mắm chua ngọt, mình xé gà ra, mình để bắp chuối dưới, mình để cái thịt gà lên rồi mình gửi tí nước mắm chua ngọt, mình sẽ lấy cái nước sốt của gà này, mình chế lên đó luôn. Thì khi dĩa gà anh em xé ra rồi đưa lên dĩa thì mình sẽ chế cái nước sốt lên luôn. Nó cực kỳ thơm. Rồi, tỏi thì anh em mà để vô trong cái lòng con gà luôn nha, để cho cái vị tỏi nó thấm vào trong cái thịt gà nó rất là thơm. Rồi bây giờ mình đậy lửa lên. Rồi, mình đậy nắp lại, nắp. Đến đâu đến nắp ơi. À, mình không bắt cái đó, bắt cái này nè. Lửa là mình lửa nhỏ lên anh em. Các bạn được không? Hai cái đều chỉnh rồi, rồi hai cái giống nhau á. Biết gì cái nào cũng được vậy? Mới chỉnh rồi chưa? À, bây giờ là mình sẽ bắt lửa mà anh em đi lửa này là phải riu riu nha, lửa lớn quá là xong luôn đó. Lửa cho nhỏ, riu riu vậy khoảng 15 đến 20 phút nữa chứ. Không, nó không có cần đây nào. Cái này lấy cái này lại cũng được. Bây giờ mình đậy nắp cho nó kín lại. Rồi. Ok. Vậy là mình chờ đợi trong 20 phút thôi bạn thấy. Rồi ok, mình chờ đợi được. Rồi mình đợi trong 20 phút sau là mình mở ra cho gia đình xem nha. Rồi các bạn cả nhà. Rồi bây giờ như anh em đã thấy là giờ thời điểm 20 phút đã đến. Bây giờ mình đầu tiên là mình kiểm tra con gà, mình sẽ lấy cái nắp sò ra nè. Chà, thơm quá đi em ơi. Nước đâu ra nhiều bạn? Nước của con gà nó ra bạn. Mở gà ra. Đây là mình đũa, mình sơm này, sơm lủng như vậy là tức là gà. Khói xương nó bay mờ ra ngoài ra. Rồi ok, mình sẽ tắt lửa. Mình nhắc gà xuống rồi mình trưng bày ra dĩa nè. Gia đình thơm không? Chứ gian thơm quá rồi. Thơm dữ lắm đó gia đình. Rồi. Đi ghế không? Lấy ghế chạy ghế, mũ chạy. Chạy mũ cho nó. Rồi bây giờ để đây đây cái ăn sáng nè. Cái dĩa bự đó. Ngon nha. Dạ. Ừ. Dĩa gà mắc kì quá. Dễ không? Đó, giờ bạn thải xe bên con gà ra. À trong thời gian lên đi. Lên nước mắm chưa? Trong cái thời gian chờ đợi á là bây giờ là mình sẽ làm cái chén muối ớt. Thì lúc nãy mình rảnh rỗi mình có đâm ớt với muối hột rồi. Muối hột ở đây nó khoảng là một muỗng rưỡi cà phê á với hai trái ớt. Thì có thêm bột ngọt không? Thì để và làm cái chuẩn mà cái nước chấm gà là anh em sẽ không niêm bột ngọt, bởi vì bột ngọt nó lên là bán vị tanh này, với nãy mình bột ngọt mình đã để thấm vô gà rồi. Thì giờ là mình sẽ để khoảng một muỗng đường đó, mình thêm tí xíu hơi yếu. Rồi mình tiếp theo là mình dắt tắt vô. Ở đây là có chanh nha anh em, chanh cái độ chua nó mới đậm đà. Còn ở đây giờ như giờ mình là mình không có chanh thì mình xài tắt thôi. Các bạn nãy mình có cái chanh nha, mình không có lắc lá chanh vô ta. Không nhất thiết có lá chanh. Dạ. Trái tắc này ở ngoài miền Bắc của mình gọi là trái hạnh đó anh em. Thì ở Bến Tre của mình là gọi là trái tắc. Mình sẽ dắt cho bỉnh nước luôn. Mình đánh một hồi nó sẽ kẹo lại. Đây hai trái nữa, ba trái nữa vừa. Mặn không? Mặn là muối hơi nhiều. Từ từ. Độ là anh em làm cái muối ớt này là anh em phải cho thiệt là cay nha anh em. Xé miệng luôn. Cay dữ lắm á. Ớt cỡ này mà đổ về luôn. Mình sẽ nếm thử coi cái độ nó vừa đủ ngọt vừa đủ chua chua chưa. Này nó hơi mặn. Mà nó thiếu chua. Thiếu miếng đường. Đâu ăn nước chua thêm đường. Mình sẽ canh mình thêm đường. Hết tắc rồi hả? Còn trái duy nhất mình nhắc vô luôn. Hồi sáng có cái nửa miếng chanh trên gỗ đâu rồi? Không biết luôn. Qua có để cái nửa miếng chanh trên đó. Cái chanh mà. Ồ.
Rồi, đây là đã xong phần nước chấm. Bây giờ tới phần trưng bày gà. Thì như anh em đã thấy, bây giờ mình sẽ banh con gà này ra, dùng từ banh như tiếng dân giả của miền Tây anh em mình nha. Khói nó là nó sẽ khói nghi ngút luôn. Bây giờ anh em nhìn trong rồi, mở gà nó ra cỡ này nữa không? Khói nó ám cái bè này mình nữa. Mình chuẩn bị cái bè. Đang thái xé luôn đi. Khói nó ám cái bè nữa. Mình quay góc xa đi để nó đỡ khói. Ủa nhìn. Ngon quá gia đình ơi. Chụp ấy. Lấy điện thoại chụp. Em thấy. Khói con gà nó lên nghi ngút, gà rất là mềm nghe, gà giường. Rồi. Anh em thấy không? Gà này là con gà giò của mình, nó gà giường, gà giò. Để rất... xương ăn, xương được ăn mà ơi. Nó rất là mềm. Con câu này. Xé tới phần đầu. Ví dụ như cái đầu là mình sẽ để đây. Đầu đó mình để chúng quay tay. Ê lộn, quay quay dĩa. Nhầm. Sóc dĩa, sóc dĩa, sóc dĩa. À, đây là cái phần cổ. Tội nghiệp bạn đùa á. Đó là nhà. Bạn ấy nóng mà như bạn ấy cay vậy đó. Quý đó. Nóng nhỏ gia đình. Tại gà mới hấp ra gia đình thấy rồi đó. Khói nó nghi ngút rồi nè. Bạn ấy dùng tay xé luôn mà. Nhưng cũng làm được món ăn gì cũng cực khổ đó gia đình. Thì anh em thấy cực khó, anh em like, share, chia sẻ cho mình. Mọi người xem nhé. Không ai làm được ra được cái những cái tác phẩm của mình là hoàn mỹ hết gia đình. Anh ấy để khỏi đỡ nóng. Đây, xin sẽ tìm cách là múc một con nước. Để gần đây anh ấy nhúng tay cho khỏi cái nóng. Đây. Nhúng tay vô, để khỏi nóng. Cực khổ lắm. Cực khổ lắm nha gia đình ơi. Làm cái gì ai nếu mà ai đã làm từng làm thật thì cũng biết những cái cảnh nóng này vậy đó. Được cái nước này mình xử lý sao bạn? Nước này một hồi tôi nói bạn mà chan cơm mà ăn một cái nhức nách luôn. Được không? Nhức nách. Chắc không được kịp chan cơm đâu. Không kịp chan cơm đâu. Không, nhức nách không ăn đâu nội. Mới sao chút mình sẽ làm như nước sốt mình xối ở đây nè. Cho nó đúng thấm. Rồi, đúng rồi, chính xác. Đúng không? Ừ. Mình nghĩ là vậy. Còn bạn nghĩ sao thì không biết. Tôi nghĩ là nước sốt mình sẽ... Bây giờ là tới phần bắp chuối. Như gà số mỡ gì đó. Bắp chuối gia đình hồi nãy nó đang đen là gia đình thấy hồi nãy nó bạn ấy xé bè bè giờ là nó ra gục gã anh nha gia đình. Nói chung là nó giờ là nó mềm, rất là mềm luôn, bắt mềm ăn rất là béo. Nó hình như mình thiếu cái rau gia vị á, thiếu rau gia vị là thiếu rau găm, rau găm hoặc rau thơm đúng không bột? Đúng rồi. Cắt lên mình xé để đây tại vì nó rau ngoài bẻ rau rau thơm liền xỉn đây. Cái nhà lá vườn mình nói chung cái nhà lá vườn đây mình là quê là trồng rau chăn gà. Ok ok đi về. Ok. Rồi sẵn tước gốc bụi hành luôn nha chị A Sĩnh ơi. Bụi hành. Đây. Phần này là phần gan của con gà mình sẽ bây giờ là nói về gan á là mình sẽ cắt ra nhưng mà mình là đầu bếp chiên mà không chiên. Thành ra mình sẽ để trên dĩa này mình cắt luôn khỏi tốn tốn thớt nữa anh em. Rửa thớt một lần nó cũng cực khổ. Thanh niên thanh nọc không à. Đây là phần ao cái đàn ăn cái giò nghe anh em. Này mình để nguyên giò đi. Đó, nguyên giò. Rồi, cái này đi chừa phần này luôn đi. Chừa, cháu chừa lại đi. Không mình lật ra luôn. Lật ra luôn hả? Ừ, mình lật ra giờ nguyên cái gì để đây à. Mình sắp ra luôn cho nó mình cho nó gọi là thẩm mỹ. Cái này lật luôn không? Lật luôn. Ao. Rồi thẩm mỹ nha. Tôi là định là làm cái gà này xong rồi xé gà làm 3, làm 4 vậy đó. Thì người gốc vậy đó, người xước như xước mía vậy đó. Gân tôi gì sao xước. Để xương luôn, ai ăn có gan ăn xương. Còn tôi không có gan, tôi ăn thịt. Ồ, quá hấp dẫn gia đình ơi. Thôi, úp lên luôn. Ồ, đầu bếp chuyên nghiệp là vậy không đó. Tới đầu là úp tới đó. Gan bự vậy.
nha. Phần tỏi, phần tỏi này thì anh em có thể kẹp chung với thịt gà ăn. Bây giờ tỏi mà đã hấp rồi á, nó rút cái nước nước sốt vô á, nó rất là cái vừa đủ vị, cái vị nó rất là thơm. Hôm nay Giang là làm caramel mà Giang thấy bạn Thái làm thì Giang cũng nghe cái mùi Giang cũng khó cưỡng vậy nè. Rồi bây giờ tới phần mày gà. Mày gà nói chung là ăn nguyên cái thì người ta nói ăn ăn coi nồi ngồi coi hướng. Bây giờ mình sẽ xắt cái mày gà này ra thì người ăn thưởng thức một tí mày gà. Quá đã cả nhà ơi. Phê mất phê luôn gia đình ơi. Rồi bây giờ là mình vét ba cái cù cặn ra hết. Ví dụ như là còn lại cái tim con gà nè, mình phải kiếm cái tim con gà rồi. Wow. Gấp ra. Tim gà hình như ở đây nè bạn. Đúng rồi, đây là tim con gà. Đó, ai ăn tim thì ăn đi. Rồi, còn cái nước này thôi đổ cho con cậy ăn đi chứ mình hớp chi tài. Không được đâu hả? Chọn mình đổ lên đây luôn ha. Ok, ok. Okay. Rồi phần tiếp theo là cái nước này thì mình sẽ đổ lên bên này luôn. Bây giờ thông báo các bạn một tính buồn vậy nè, tại trời mưa trời gió quá nó tóc cốc hết rồi. Giờ có được nhiêu đây à? Có cần vài lá luôn. Có cần vài lá không có xài cái này em. Không, cái này cũng có nè. Rồi đó mình xài đó thôi. Mình xài cái đó thôi. Ít thì cũng được, ít mà nhiên thôi là được. Tại vì mưa gió nó rụt rã tay thi à. Ừ, xài cái này đi. Rồi bạn rồi. Cái phần này bạn làm sao? Phần này bây giờ mình lấy cây kéo đi, mình lịch sự, nói chung mình dân giả chứ mình dân miền Tây chứ mình cũng phải lịch sự, rồi mình xài kéo rồi mình cắt. Ô, ông ta dài vậy ta. Đợi Xỉn đi kiếm kéo thì mình cũng lấy cái dao sắt luôn coi gia đình. Đó. Mình khỏi kéo rồi chắc cái món gà mình đến đây là kết thúc rồi, bạn thưởng thức món đầu tiên đi. Bạn thưởng thức rồi bạn nhận định rồi bạn chia sẻ cho mọi người. Phải lắm luôn. Rồi anh em cứ thưởng thức đi, bây giờ là phần nước chấm đi. Rồi chúc cả nhà mình là một buổi tối buổi chiều vui vẻ nha, ăn nhậu thoải mái nha. Hôm nay anh em thưởng thức cái phần gà, nếu anh em có ghiền quá mà không được thì liên hệ với Giang Trần sẽ cho người xuống mặn với điều kiện anh em phải đãi bia nha. Nhậu gà là phải uống bia mới được. Rồi bye bye anh em.